Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 12 tây tháng 3 năm 2021 nha. Và như thường lệ, đầu tiên chúng ta sẽ cùng xem một sản phẩm mới. Ta-ram! Đây, sản phẩm mới của chúng ta đó là bộ búp bê. Rất là dễ thương luôn, có giá là 120.000 đồng nha. Thì trong bộ sản phẩm này gồm có là một bạn búp bê nè, rất là dễ thương, cũng như là các vật dụng để mà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như là bánh nè, rồi những cái món ăn, hoặc cũng có thể là một cái xe đẩy để đi bán nước ngọt như thế này. Đó, cái này chúng ta tùy theo mình chơi ha. Mình có thể chơi tổ chức tiệc sinh nhật, hoặc là đi siêu thị, hoặc là bán đồ, tùy theo mình. Và bạn nào muốn biết cách chơi cái bộ đồ chơi này như thế nào thì đừng quên kênh Bé Út Chibi Vlog nha. Bên đó thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi bộ đồ chơi này rõ hơn. Đó, bộ đồ chơi 120.000 đồng. Và bạn nào muốn đặt hàng thì nhớ không nè, rất là dễ luôn, hãy nhớ số điện thoại của shop 0937899707 để gọi đặt hàng trực tiếp từ 10 giờ cho tới 9 giờ tối. Còn cũng có thể nhắn tin bên Zalo và Facebook Bé Út Chibi, cũng số điện thoại 0937899707 luôn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng của ngày hôm nay. Ta-ram! Đầu tiên sẽ là đơn hàng dễ thương của bạn Lê Trần Quỳnh Hương, 135.000. Đó là quyển sổ mochi này nha. Đây các bạn xem, nó có đóng hộp này ha, lại còn có một bạn cá heo mochi rất là dễ thương. Và chị xin được kiểm tra bạn mochi này xem nó có mềm không. Đây, nó rất là mềm này nha. Xin chào, xin chào. Nó rất là dẻo dai luôn như thế này. Wow, và ở bên trong thì lại là một bữa tiệc của bạn mèo. Mèo mà được nằm thảm, ăn xúc xích, ăn súp đồ. Rồi Halloween hả ta? Cây đào rồi nè. Rất là dễ thương luôn. Hai cái bé này giống như bé ma, nhưng mà không có sợ gì hết á. Chỉ là cái đồ người ta treo lên thôi nha. Rất là dễ thương luôn. Quyển sổ 35.000. Yeah, và tiếp đến thì là một cái hộp bút nước rất là xinh luôn. Các bạn xem nè, có nước, rồi có hoa, có kim tuyến, trái cây. Đây nè, đó, có hoa, có trái cây trôi trong nước, rồi xương rồng, bé bơ. Đó, tất cả luôn nha. Đây các bạn xem nè, nó rất là đẹp luôn. Hộp bút còn trong suốt như thế này, đựng đồ rất là ok nha. Chị kéo nè, móc khóa hình trái tim. Và đây là cái quay cầm của nó cũng trong suốt, rất là đẹp nha. 70.000 đồng một hộp. Xin chào Tiểu Ly, đã đến đơn hàng của Tiểu Ly rồi nè, 557.000 đồng nha. Một đơn hàng rất là dễ thương, xin mời các bạn cùng xem. Đây là tổng quát đơn hàng của bạn nè, rất là đẹp luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết. Đầu tiên bạn mua là hai cái ba lô mini nha. Đây là một cái ba lô con trai nè các bạn. Đó, bằng vải jean và những cái vòng tròn cá tính. Bên đây là ba lô dành cho con gái, có hình Hello Kitty rất dễ thương. Mỗi ba lô là 15.000 đồng nha. Có thể là móc khóa được luôn. Wow, hai lọ đều ướt, mỗi lọ là 7.000 nè, ghi đều ướt vào đây để nơi bí mật. Làm điều tốt nó sẽ trở thành sự thật đó. Bạn còn có mua cả một bình chữa cháy nữa nè các bạn. Đó nha, để mà học công tác phòng cháy, chữa cháy nó rất là hữu ích luôn. Bằng cách chúng ta sẽ mua cái bình này chỉ có 10.000, bỏ nước vào đây và sẽ dập lửa khi mà có đám cháy, tránh nó lan ra ngoài. Tiếp theo, đây là một cái máy bấm nước tên 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 Pikachu, Pikachu vô rồi nè. 10.000 đồng một cái như thế này, chơi rất là vui. Và đây còn có là hai cây son nha các bạn, một cây son cam và một cây son đỏ đào. Hai cây đều rất là thơm và màu của nó cũng rất là bền luôn. 40.000 là một cây. Tên tên, tiếp đến là có những cây bút xinh xinh, 5.000 một cây. Đầu tiên sẽ là bút Jim Amphibus nhé. Mỗi cây 5.000, chúng ta sẽ bấm ở đây để cho cây kim nó đi ra nha. Rồi, bạn còn có mua thêm một cây bút chì nữa. Đó, cây này là bạn thỏ ăn kem nè. Rồi đến là hai cây bút hũ kim tuyến thỏ và một cái hũ, hai hũ kim tuyến thỏ nha. Nhưng hũ này là hũ ngắn, còn hũ này là hũ giống như hũ trà sữa vậy đó. Mỗi cây 5.000 rất là xinh. Ôi da, yeah, lại còn có kẹo kem đánh răng nữa nè, 10.000 một cây rất là ngon. Không những thế, bạn còn có mua là kẹo trà sữa nữa đây. Những viên trà sữa trân châu cắn vào nó dai dai, dẻo dẻo, rất là ngon nha. Và có cả là trà sữa matcha nữa. Đó, mỗi bịch là 38.000, cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Và đây, trời ơi, còn có cả kẹo mứt cherry nữa nha. Kẹo mứt cherry rất là ngon, rất là giòn, ngọt ngọt nữa các bạn. Đó, và nó là 3.000 đồng một bịch như thế này. Tiếp theo, một chiếc nhẫn hoa dễ thương nha. Hoa có đá hồng nè, và lại còn có cái tòn ten nữa, rất là dễ thương luôn. Chỉ có 5.000 đồng một chiếc thôi nha các bạn. Ở phía sau của nó có cái răng như thế này. Đó, để cho tay ai cũng có thể vừa hết luôn. La 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 la, dễ thương quá đi. Đây là một cái Whisky 18.000, Whisky mặt cười nha.
Và còn có là sticker lụa nè, cô gái rất là dễ thương, cùng với rất là nhiều hoa, cây, kiểng, đồ luôn nha. 10.000 đồng để trang trí điện thoại, iPad, laptop thì rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì còn có là tiền nè, đó 1, 2, 3, 4, 5, 6 bịch tiền, giống như tiền thiệt luôn, mỗi bịch như vậy là 2.000 đồng. Và đây, thước BTS, wow, 7 anh chàng rất là dễ thương, kèm theo đó là một cái túi, đó, một cái ví như thế này. Bên trong của nó sẽ có là thước tam giác cân, thước đo độ nè, rồi thước để đo góc vuông và thước này. Đó, 4 cây luôn, gọi là bộ thước hình học, có giá là 8.000 đồng thôi nha. Hello, và còn đây là một cái tuýp keo lột mụn 10.000 đồng nha. Mình sẽ lột mụn cám ở trên mặt để cho da của mình nó sạch sẽ, nó sẽ sáng bóng hơn đó các bạn, không có bị lợm cợm, nó lâu ngày nó sẽ đánh đóng đóng lại là thành tàn nhang, là đen luôn á. Ta ra, còn đây thì là hình xăm dễ thương nha. Hình xăm nước đó các bạn, mình xăm lên tay sau đó mình cào đi cũng dễ dàng nữa, xăm cho vui thôi. Và nó có giá là 3.000 đồng một hình như thế này. Nó có rất là nhiều chữ nè, trái tim rồi hình và có cả đính đá đồ luôn được nha. Đây, hình bé mèo rồi nữa nè, rất là dễ thương. Đó, đây các bạn, đó, những cái hình ha, rất là đẹp luôn, 3.000 đồng một hình thôi nha. Và đây, hãy nhìn xem, còn có ba bé mochi rất là dễ thương, mỗi bé là 10.000 đồng. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra mochi xem nó có dẻo hay không nha. Đây là bạn cá vàng nè. Rồi, tiếp đến, xin chào, mình là mây, mây, mây. Đó, xin chào, mình sẽ là bé mèo, 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 mèo. Ý, đau quá. Rất là dễ thương luôn, mỗi bạn mochi là 10.000, rất là mềm nha. Và đây còn có là cây kiếm katana nha các bạn. Kiếm katana là 35.000 đồng một cây. Các bạn nhìn nè, đó, nó sẽ có cái phần vỏ hộp. Đây là sẽ mở ra cho các bạn nhìn cho nó rõ hơn ha. Đây, nó sẽ có là cái phần vỏ. Đó, phần vỏ sáng bóng như thế này. Và phần kiếm nữa nè, đó. Rất là đẹp luôn ha. Mình sẽ bỏ nó vô như thế này và mình làm móc khóa. Đó, bao dễ thương luôn, 35.000 y thật. Và tiếp theo bạn còn mua đó là hai cái lắc tay nha. Mỗi lắc á, thì là 20.000, loại 15.000 thì sắp hết rồi nha. Nhưng mà cái loại 15 này á, thì nó lên tay á, nó sẽ rất là sáng bóng và đẹp luôn. Đây, cái chuông của nó nè. Đó, nha. Đây, bên đây này còn có hình của Hello Kitty rồi nữa, trân châu rồi nữa nè, rất là đẹp luôn nha. Như thế này. Còn có hai vòng tay cá tính nè, mỗi vòng như vậy thì là 18.000 đồng đó các bạn. Ban đêm á, gặp đèn nó sẽ phát sáng lên, đeo lên rất là cá tính nha. Còn đây thì là bộ tranh cát của một cô bé đang được ôm quà tặng nè, rất là dễ thương luôn, phía sau có cát nha và giá của nó là 6.000. Qua còn sót một bịch tiền, có nghĩa là bạn mua tới 7 bịch tiền á. Còn bây giờ các bạn xem đây, đây là một cái áo nha. Đây, một cái áo lan màu có hình của một cô gái này đội nón này nha, và đang đứng quay lưng lại, có chiếc xe đạp nữa, rất là dễ thương luôn. Áo như thế này mà chỉ có 50.000 đồng thôi, rất là đẹp luôn. Và bây giờ xin chào bạn Phạm Hà Anh, đơn hàng 400.000 đồng. Tên 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 đầu tiên bạn mua đó là hai cây thước vẽ hoa nha, hai cái vòng tròn này nè. Các bạn sẽ bỏ vào đây và mình có thể vẽ được những cái bông hoa rất là đẹp luôn. Ở phía trên lại còn có hình hai bé mèo dễ thương nữa nè. Đó, mỗi cây thước như thế này là 6.000 đồng, lại còn có thể vẽ sao, vẽ tim, vẽ dù các kiểu. Băng 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 băng, đây là đồ chơi bắn nước Pikachu dễ thương 10.000 đồng, ai cũng yêu thích luôn, trội quá trời luôn nè. Tiếp đến sẽ là một ngôi nhà mini 50.000 đồng. Các bạn xem ngôi nhà này ha, sẽ có cửa sổ nè, có mái nhà nè, có cửa nè, là một mặt trước, mặt ở đằng sau thì cái cửa nó sẽ dời vào chính giữa và cũng có cửa sổ và tất cả luôn. Đặc biệt nó sẽ có kèm theo, các bạn xem nè, nào là tivi, nào là tủ, rồi có đèn ngủ nè. Ha, đây nhìn kỹ không? Đây, đèn ngủ nè, bàn ghế, rồi là tủ tủ bếp. Nói chung là đầy đủ hết luôn, những cái đồ nhỏ nhỏ kèm theo cho một cái ngôi nhà nhỏ như thế này. Đó, 50.000 đồng mở ra thành một ngôi nhà lớn luôn á. Và đây, đó, các bạn xem thì như thế nào? Đây là một cái bộ bếp nha. Bộ bếp nó có 3 ngăn, có giá là 295.000. Đây, ngăn thứ nhất thì các bạn xem nó sẽ có cái tủ nè, rồi có bếp nè, có lò nướng nè. Bên đây là tủ kệ chén đũa nè, rồi cái lavabo để rửa thức ăn á, và một cái tủ ở phía dưới nữa để nồi niêu đồ ha. Và bên đây là cái tủ lạnh và nó có tủ nhỏ ở phía trên để đồ. Rồi tủ này nó có đá đồ luôn, 295.000. Đây, quay kỹ cho các bạn những cái đồ dùng kèm theo nữa nè. Đó, với cái bộ tủ này ha, thì những cái vật dụng nhỏ như thế này chúng ta đã có thể cất vào trong tủ không có bị lạc mất nha. Coi bộ bếp kìa, rất là sáng bóng luôn. Đó, còn nếu như không có cái tủ này á, các bạn chơi xong những cái đồ nhỏ như thế này nó rất là dễ bị lạc mất. Nhưng mà bây giờ không sao, chúng ta đã có chỗ cất nó rồi đúng không? Giống như là một gian bếp thật luôn. Đây, những viên đá giống y thật luôn.
295.000, chị đã từng chơi rồi, nó rất là bền. Bữa nào thì chị sẽ khui ra hướng dẫn chơi kỹ hơn ở bên kênh Vlog nha. Hello, Nguyễn Minh Tâm đã đến được hàng của Minh Tâm, 143.000. Wow, và thật là thơm luôn nha, nó rất là thơm luôn và nó to nè. Hãy so với cái tay của chị, các bạn thấy bạn ấy rất là to luôn và cực kỳ mềm nha, lại thơm nữa, có giá là 110.000 đồng, Wishy Panda Galaxy. Và bây giờ sẽ kiểm tra cái độ chạm tăng cho các bạn xem nha. Wow, rất là đã luôn. Tiếp theo, Nguyễn Dầu ơi đã đến đơn hàng của Nguyễn Dầu rồi nè, 205.000. Đầu tiên thì bạn mua đó là một cái hộp bút như thế này nha. Đó, một cái hộp bút có giá là 80.000 đồng các bạn. Hộp bút nhung, mềm ơi là mềm luôn, có hình của bé thỏ nữa nè. Thấy không, phần nhung rất là mềm. Bên đây lại còn có những ngôi sao nho nhỏ. Đó, và tất cả là những cái ngăn để cho chúng ta đựng được đồ hết luôn nha. Và kèm theo đó là một cái ngăn rất là lớn như thế này luôn. Và cái ổ khóa nữa. Quá dễ thương, quá xịn sò, 80.000 đồng. Ta-da! Còn đây nè, đẹp chưa? Bạn mèo đang học bài dễ thương. Còn bên đây là hai ly trà sữa trân châu nhiều sắc màu, lại kèm theo trái tim. Và đây là hai cái lắc tay cực kỳ đẹp luôn, 40.000 đồng. Thành phát man, trời ơi, có dễ thương chưa? Trời lạnh nè, đôi bạn thân thiết với nhau cùng chi chung một chiếc khăn. Đó, gió thu, trời ơi, rất là lạnh luôn á. Nhưng mà hai bạn cùng quàng khăn như thế này thì sẽ ấm hơn rất là nhiều nha. Đây, tình bạn thân. Một cái ví đựng tiền mà lại có ý nghĩa vô cùng luôn nha. Lại có rất là nhiều ngăn để đựng nè. Đó, thấy không? Rất là nhiều ngăn để đựng. Rồi có khiên ngăn lớn nữa nè. 55.000 đồng thôi các bạn. Rất là xinh luôn. Tiếp theo, xin chào Như Ý đã đến đơn hàng của bạn rồi. 150.000 đồng. Và bạn mua đó là một combo ba lô và túi xách, hình của bạn panda đang ngủ nè, nhìn đáng yêu chưa, màu xanh hy vọng luôn nha. Và đây là một cái ba lô, nó sẽ rất là to luôn, mình có thể đựng được rất là nhiều đồ để đi chơi, đi học và đi du lịch luôn đó các bạn. Ngoài ra thì còn có là một cái ví đựng tiền nha, ấy lộn, cái hộp bút, cái này là cái hộp bút nè các bạn. Rồi ở đây mới là cái ví đựng tiền, cái túi để đi chơi nè. Đó, một cái túi để đi chơi có hình của bạn panda. Rồi tiếp theo là một cái túi đeo chéo rất là ngầu luôn, hình vuông và nó cũng khá to, mình có thể đựng được rất là nhiều đồ để đi chơi cũng như là đi học. Bộ vừa cái này coi chừng là 4 món luôn các bạn, 4 món mà có 120.000 thôi ha, rất là rẻ luôn, hình ảnh panda rất là dễ thương. Hello, Nguyễn Thị Tươi đã đến đơn hàng của Nguyễn Thị Tươi, 160.000. Và đây bạn mua đó là một cây đàn guitar nha, một cây đàn guitar mini, nó sẽ có phím đàn ở đây nè các bạn. Đó, và nó sẽ có là 4 dây đàn. Đây nó sẽ có 4 dây đàn và nó có cái túi nè, cái túi để đựng luôn. Ở đây sẽ có những cái nút trắng nè để mình sẽ căng chỉnh dây đàn cho nó căng hoặc là trùng, làm sao để cho nó ra cái âm thanh hay nhất nhé. Và đây là cách để cho chúng ta học đánh đàn guitar cơ bản á. Cái đàn mini rất dễ thương nha, 130.000. Trần Phương Lan đến đơn hàng của Trần Phương Lan rồi, 120.000. Wow, và bạn mua đó là một cái hộp bút có giá là 85.000 đồng nha, hộp bút khủng long đó các bạn. Đây nha, có hình của bé khủng long dễ thương chưa? Lại còn có một cái móc khóa nữa nè. Đó, bên đây trội một cái bàn chân. Quá dễ thương. Rồi bên đây thì là móc khóa trái tim này nha. Một cái ngăn để đựng đồ nhỏ nhỏ luôn á. Ổ khóa bí mật. Rồi một cái ngăn lớn như thế này nữa nha. Có giá là 85.000 đồng, siêu dễ thương. Tan tan tan. Và cuối cùng là đơn hàng của bạn Nguyễn Cảnh Thiên Thanh, một cái tên dễ thương quá đi, 103.000 nha. Đơn hàng của bạn Thiên Thanh á, 103.000. Pon pon. Đây, xin chào mọi người, tôi là Bạch Tuộc Cảm Xúc. Và tôi đang rất là buồn luôn. Còn tôi á hả? Cuộc sống thật là dễ thương, mọi thứ đều màu hương. Ôi, cuộc sống thật là đẹp quá đi. Ngoài thể hiện cảm xúc ra, bạn ấy còn có thể chơi đánh đu như thế này hoặc là đánh đu như thế này đều được hết luôn nha các bạn. Rất là dễ thương luôn, đặc biệt là phần nhung của bạn ấy rất là mềm, chúng ta có thể bóp 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 như Wixi, bắt tay bắt tay bắt tay. Có gì đâu mà vui. Vui mà. Tôi buồn mà. Vui mà. Rất là đáng yêu đúng không nào? 70.000 đồng một bạn Bạch Tuộc Cảm Xúc nha. Và video đến đây là cũng đã kết thúc rồi đó. Buồn quá. Phải tạm biệt các bạn rồi. Có gì đâu. Thì có gì ngày mai chúng ta lại gặp nhau nữa đúng không nào? Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, gọi điện đặt trực tiếp từ 10 giờ sáng cho tới 9 giờ tối nha. Hoặc có thể nhắn tin Zalo, Facebook Bé Út Chibi 0937899707. Còn bây giờ thì là bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Đừng quên nếu cảm thấy thích
kênh Béo Úc GB và những đơn hàng dễ thương thì bấm like và đăng ký thành viên kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất luôn cập nhật hàng ngày luôn nha, giống như mình vậy nè. Yêu các bạn nhiều, chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ ha, hạnh phúc nữa nè, giống như mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.